Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Service News. Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng tích cực để đón niềm vui trong cuộc sống. Hãy thường xuyên cập nhật để biết thêm nhiều thông tin thú vị. Hôm nay, các trang mạng thời trung có một câu chuyện nội bộ về vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh. Nhà tạo mẫu tóc kể rằng Phùng Thiệu Phong thường nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh trước khi ly hôn. Vào tháng 4 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn. Cả hai tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng mối quan hệ của họ đã suy yếu do gần ít xa nhiều. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, sinh con chưa được 3 năm thì ly hôn. Vụ ly hôn này đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, cũng xuất hiện không biết bao nhiêu anh hùng bàn phím cùng nhiều câu chuyện ly kỳ về nguyên nhân đổ vỡ của cặp sao đình đám. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được cho mình trạng thái tốt, sắc mặt hồng hào, dáng người thon thả, đúng chuẩn mẹ một con trông mòn con mắt. Còn Phùng Thiệu Phong có vẻ mệt mỏi và phong độ giảm sút đi nhiều. Mấy ngày nay, nhà tạo mẫu tóc của Phùng Thiệu Phong đã phá vỡ tin tức, thu hút được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Anh ta kể rằng, một vài tháng trước khi thông báo ly hôn, Phùng Thiệu Phong mỗi khi làm tóc thường nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và con trai một cách vui vẻ và tự hào. Anh ấy còn đề nghị tôi giúp vợ anh ấy làm tóc. Động thái của Phùng Thiệu Phong khiến nhà tạo mẫu tóc cảm thấy cuộc sống hôn nhân của hai người rất tình cảm và hạnh phúc. Chính vì vậy, anh đã sốc khi nghe tin họ ly hôn. Mối quan hệ giữa hai người cảm thấy rất ổn định. Tuy nhiên, ly hôn đột ngột không giống như việc xích lại gần nhau. Có thể có những câu chuyện nội bộ mà chỉ có hai người trong cuộc mới biết rõ được lý do thực sự. Chúc cho cặp đôi, dù không còn ở bên nhau nhưng vẫn luôn là những người bạn tốt, đồng hành suôn sẻ cùng con cái.